Tức là cái này mình giống như mình tìm xong tới đâu là mình bán tới đó, thì mình không tìm hết một lúc không mày? Cào này mà mình bán làm sao anh? Một phần 5 viên rồi. Một phần 5 viên là có giá là 35 ngàn. Ủa, tính ra đây bán mà cứ là một dân anh nhỉ. Xin chào cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì mình đang ở khu vực quận Bình Thạnh nha. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa cả nhà đi ăn một cái món rất là đặc trưng của người Hoa. Đó là cái món mì vịt tiềm nha các bạn. Hiện tại thì mình đang... cái quán này thì nó nằm trong một con hẻm nhỏ. Và hiện tại thì mình đang đứng ở đầu hẻm luôn. Cái món này thì người ta thường thường người ta sẽ ăn vào bữa sáng hoặc bữa tối, đặc biệt là vào bữa tối. Nhưng mà hôm nay thì mình đi cái giờ này thì nó hơi lợi cỡ. Nhưng mà quán nào có bán hết trong rồi. Nói chung bây giờ mình sẽ cùng vào cái trong xem cái món mì vịt tiềm này hôm nay có gì đặc biệt nha các bạn. Mình vào nhé. Vậy ở đây mình bán gà và vịt đúng không ạ? Đúng rồi. Cái này nhưng mà dùng là đùi gà góc tư nha. Đúng rồi. Ví dụ ấy ăn đùi em cắt thôi nha. Đúng rồi. Ai ăn má thì em cắt má. Đây là cái menu nha các bạn. Ở đây thì mình nhập ánh bán mì vịt tiềm và mì gà tiềm, tức là bán gà và bán vịt. Giá thì nó dao động từ 35.000 cho tới cao nhất là đùi góc tư là 80.000. Đấy. Ngoài ra thì ở đây mình thấy có ánh còn bán thêm cả thịt cạp nữa. Mình làm bao nhiêu mình bán bao nhiêu rồi. Làm cái tủ nhỏ gọn quá. Cái này là vịt. Vịt cũng dùng gốc tư luôn. Cái này giống người mình gọi là cái này mình chiên qua đúng không anh? Chiên sơ. Cái này là trước khi mình chiên này mình có ướp gì không anh nhỉ? Có chứ. Để nhớ nó bắt đầu tìm các bạn này. Cái nước này là cái nước gì anh nhỉ? Nước tiềm nước bắc. Nước tiềm thuốc bắc. Thường thường là một cái loại nồi điếm này là khoảng bao nhiêu vị thuốc bắc ở trong này anh? 9-10 vị hả? Cái này mình tiềm lâu không anh? Gà thì nửa tiếng. Gà thì nửa tiếng, còn vịt? Vịt tiềm 1 tiếng. 1 tiếng à, vịt lâu hơn hả? Lâu nhỉ? Tức là cái này mình giống như mình tìm xong tới đâu là mình bán tới đó, thì mình không tìm hết một lúc luôn này. Đúng rồi. Ngày là tìm 3 đợt. Ngày tìm 3 đợt. Một đợt chưa một đợt, giờ tìm một đợt. Chứ tìm một lần này nó rất không ngon. Cái này giống như mình tìm xong là mình bớt ra, trong khi nào khách ăn là mình lại bỏ quên một chút vào cho nó. Đúng rồi, chờ nó nóng, bỏ vô cái nào đằng trước thì nó nóng. Cái nồi nước tiềm này với cái nồi nước tiềm trong kia là cũng giống nhau đúng không anh? Đi chang bút chang nhau tại sớt đi. Dạ. Tức là anh tiềm trong kia xong mới khi mà khách ăn là anh lại bỏ một cái nồi này tiềm lại các bạn ạ. Ở đây là tính ra là mấy giờ là bắt đầu mình có bán rồi anh? 7 giờ. 7 giờ sáng. Mình bán tới 8 9 giờ tối. Bán 8 9 giờ tối luôn ha. Dạ. Tức là khi nào ăn là bắt đầu bỏ qua đây tìm lại. Đúng rồi, cho nó nóng rồi. Dạ. Chứ tìm là mềm rồi. Vâng. Cái này là mì giống mì tươi rồi anh ạ. Tươi nha. Mì trứng, mì tươi các bạn ạ. Tức là cứ một phần là một tắp như vậy. Một phần một tô là 2 giác. Một tô 2 giác. Vô đây chứ. Nga gấu mà. Đủ hết rồi. Ô, phải trùng 2 lần đấy anh. Phải qua nước lạnh cái mùi mới giòn. À, vâng.
Nó là mỡ. Đậu cải. Thế sao mì Việt Tiêm là người ta là ăn với rau cải anh nhỉ? Nhưng mà mì tàu là không ăn giá. Vâng. Tàu chỉ ăn cải với hẹ thôi. Vâng. Cả hủ tiếu thì mới có giá. Hủ tiếu vừa qua thì cũng có giá. Tức là đúng của nó là phải cứ là hẹ với giá. À quyền hẹ với lại rau cải. Đúng rồi. Thơm quá, đổ nước dùng thì cái thơm liền luôn. Đổ trà đắp một chút cả nước liền. Một phút. Lâu quá là không có được đâu mày. Tại em tìm là tới đó rồi ăn là vừa. Không mềm cũng không cứng. Hấp dẫn quá. Mì gà trứng. Dạ. Gà này mình làm em luôn người ta đây. Mỗi gà mình làm luôn hả? Nhà làm hết luôn. Có dịch này đi mua thôi đó, chứ nhà tôi nhớ luôn dịch. Có bị là đi mua rồi. Hai người đàn ông. Cào này là mình bán làm sao anh? Một phần 5 viên thôi. Một phần 5 viên. Là có giá là 35 ngàn. 35 ngàn. Ồ, tính là đây anh bán mọi thứ nó bình dân anh nhỉ. Đúng rồi. À, rồi các bạn ơi, như vậy đây là mình mới gọi ra hai phần nha. Ở đây thì có mì vịt tiềm và gà tiềm. Thì hôm nay mình đi ăn mì vịt tiềm cho nên là mình gọi mì vịt tiềm nha các bạn. Ở đây thì cái phần có giá là nó dao động từ nói về vịt nha, thì từ 40 cho tới 80 là cao nhất. Hôm nay thì mình gọi ở đây mình gọi đùi vịt cốc tư luôn 80 đây các bạn nha. Đây là cái phần mì vịt tiềm cốc tư này. Thấy cốc tư vịt hoành tráng chưa? Một tô này thì sẽ có giá là 80 ngàn nha. Cốc tư vịt đây, bên này còn là một tô 80 ngàn đây. Đấy. Ở đây thì có nhá, chiên và tiềm nha các bạn. Các bạn ăn nào tùy ý nha. Nhưng mà đi ăn mì vịt tiềm thì mình nghỉ cho nên là mình ăn cái vịt tiềm luôn. Đấy, đùi vịt cốc tư ha. Tiềm thì nó sẽ mềm, còn mà chiên thì nó sẽ giòn. Đấy, ở dưới là mì nha. Mì và mình ở đây mình thấy là mỗi tô như vậy là anh có cho thêm hai cái nấm hương. Một cái tô là cái đùi vịt cốc tư là nó bằng cái tô luôn các bạn ha. Các bạn có thể thấy nha, bằng cái tô luôn rồi. Thực sự là giống như cái kiểu này là ăn hết phần vịt là no các bạn nha. Chứ không phải là nó chỉ đến chuẩn mì đó nha. Ở dưới thì có mì trứng với lại rau cải. Đấy, cái đùi vịt to bằng cái tô, ngập cái tô luôn. Cái này các bạn có thể nhờ anh cắt ra nha, nếu mà các bạn muốn nha. Đấy, ở bên này thì ở đây thì anh có bán thêm phần cạo. Lúc này mình hỏi anh là cạo này nhà làm hay là mua, anh rất là thả nhiều cái này nhà anh làm luôn đấy. Cạo này thì một phần cạo này là 5 con. 5 con thì có giá là 35 ngàn. Đấy, thì cũng có một ít rau và nấm. Ở đây thì mình có xin thêm anh một ít rau cải này. Cái này là miễn phí nha các bạn. Ăn kèm với nó thì ở đây mình thấy người ta cho một phần dưa đu đủ bào. Nói chung là đầu tiên đó các bạn là nhìn cái tô mì vịt tiềm là thấy miếng cái đùi gà vịt cốc tư là thấy no rồi đó, thấy ngon hấp dẫn rồi đó. Bên này ăn kèm thì hầu như nó cũng đơn giản đó các bạn ạ. Ở đây là có tương, tương đen, tương ớt, rồi có giấm,
chấm tiêu, trường này đường ớt chấm tiêu. Đấy, các bạn có thể pha ăn tùy thích nha. Lúc này mình có kêu ra đây ly nước, không biết nước ở đây bao nhiêu một ly như thế này. Này đến mới đến cát nước quá. Giấm tiều thì các bạn cứ pha theo tỷ lệ 3:1 nha các bạn, để cho nó có một chén đúng kiểu của người Hoa. Đấy. Rồi cho thêm chút xíu ớt vào nữa, coi như là sẽ có một chén nước chấm. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể pha nước tương nha các bạn, tương ớt tương cà với nhau. Khâu này hơi lu bu. Ây da. Nói chung là ở đây cái quán của anh các bạn nó nằm trong cái hẻm. Quán của anh nằm trong cái hẻm cho nên là đi ngoài đường thì không thấy các bạn, thấy một cái bảng nhỏ xíu thôi. Sau đó thì đi vào phía trong khoảng từng 3 mét là thấy rồi. Rồi, mọi thứ xong xuôi nha. Mời cả nhà nha. Thử miếng nước trước. Cái nước đặc trưng của mì Việt Tiệm các bạn. Cái nước nó của nước thuốc Bắc, thuốc Nam á. Nước thuốc Bắc á. Rồi bên dưới này là mì trứng nè các bạn này. Đấy. Mì rất là dai nha các bạn. Mì dai mà trong sợi mì có một cái vị béo nhẹ nha. Mì trứng của người Hoa. Cái này ăn to quá, bao giờ mình biết là phải bắt đầu từ đâu đó các bạn này. Cái này hơi... Vịt mềm các bạn ơi. Cái đường nó to quá. Thực sự cái đường nó to quá, mình không biết là phải ăn như thế nào. Cái này chắc mình phải tạm dừng. Rồi, cuối cùng mày ra. Xin phép các bạn, cái này mình bốc tay chút xíu nha. Các bạn muốn đậm đà thêm thì chan ít nước tương lên nha. Đấy. Cái đùi to quá. Ôi. Cái miếng nước tương này ăn ngon hẳn các bạn ạ. Vịt này bây giờ anh thầm gọi là mềm à. Cái tiềm nó mềm ra. Hẳn cá nhờ. Bạn làm ngại thì nhờ chủ quán cắt nhỏ ra nha. Nhưng mà mình nghĩ là ăn là phải cầm như này, ăn nó mới đã. Ánh hầm cũng mềm rồi. Nhưng mà nếu mà mình còn muốn ánh hầm mềm thêm chút xíu nữa. Ăn mì Việt Tiệm á, mà nó mềm, càng mềm ăn càng đã. Nó mềm mà không phải là một cái kiểu mềm bụt nha các bạn. Nếu mà mềm bụt là vịt không tươi. Còn mềm mà còn mềm một chút xíu dai này là gọi là mềm cho hầm á. Vịt đây không bị thôi lông nha các bạn. Cái món này á, lúc này là mình hỏi anh là thường thường thì lúc nào bắt đầu bán đông khách. Anh nhủ cái món này là sáng người ta ăn một cặp, trưa người ta ăn một cặp và chiều tối người ta ăn một cặp. Còn giờ này là mình đi là bộ lúc khoảng 9 giờ, tức là cái lúc mà gọi là giờ, cái là cái giờ lờ cờ giờ các bạn. Mình đi bất chợt á. Thường thường mình đi coi quán là mình hay đi pu những cái giờ mà vắng khách á, để cho gọi là để cho quay cho nó thoải mái các bạn. Mình đi giờ này gọi là cái giờ không ai ăn sáng giờ này đâu. Đây là một cái phần cào của anh nha. Cào này thì có giá là 35.000, tô này 5 con cào này. Đấy. Để mình mời cả nhà.
cuốn nó là chắc. Ở đây người ta dùng nhân tôm thịt các bạn, nhân rất là dai và giòn nhân nha. Thôi tới đây các bạn, nếu được các bạn có thể thử thêm cái món cảo này nha các bạn. Cảo á thì người Hoa người ta gọi là con cảo, mình không hiểu tại sao người Hoa gọi là con cảo nữa. Có khi nào kiểu nó giống thử con mực, không hiểu tại sao người ta gọi là con cảo. Một tô này có giá là 35.000 nha các bạn. Con vịt này mình thấy không có quá nhiều mỡ đâu nha các bạn, rất là vừa phải. Anh cho cái này hơi nhỏ nha, nếu mà được đề nghị thì mình đề nghị là anh làm một cái chén to hơn nha các bạn, cho chấm cho nó thoải mái nha, rồi nó văng ra ngoài nha. Thế gọi là anh hầm không quá mềm các bạn, anh hầm còn cái độ dai của thịt vịt để mình ăn mình cảm nhận được. Nhưng mà riêng mình, nếu mà mình bị tiêm thì mình muốn cho nó mềm hơn. Cái này là cái phần đu đủ người ta bảo là người ta muối, hơi chua, chua nhẹ thôi. Ăn một cái tô này no nha các bạn. Ở đây thì có mì vịt chiên và mì vịt tiềm. Hôm nay thì mình không thể một lúc ăn được cả hai thứ, cho nên mình ăn được hôm nay thì mình chỉ ăn tiềm thôi. Còn mình nghe nói là mì chiên cũng rất là ngon. Không biết là các bạn xem đấy, các bạn là từng ăn mì vịt chiên đây rồi thì có thể để vào để lại cho mình một cái đánh giá xem là mì vịt chiên đây ngon không nha. Nếu mà ngon thì một lần nào đó mình quay lại đây mình sẽ thử thêm cái món mì vịt chiên nha. Một tô này là ăn no nha, nhiều đấy. Nói chung là cái một tô mì vịt tiềm đây nhiều nha các bạn, ăn hết là no đấy. Ở đây thì nãy giờ mình hút cái nước dùng á, mình thấy nó gọi là nó dịu á, nó không bị người ta hầm bằng thuốc bắc thuốc nam, nhưng mà mình ăn mình thấy nó kiểu nó gọi là cái đồ của nó dịu á, nó không bị nồng quá nha. Nói chung là ok đó các bạn. Con cảo này nói chung ở đây á, thì nói về tiềm á, thì có thêm là cái món mì vịt tiềm, mì vịt chiên nữa. Mình ở đây thì có tiềm và chiên, mình chưa ăn chiên. Nói chung một hôm thì mình không thể ăn được cả hai món. Không biết là các bạn xem ở đây có bạn nào đã từng ăn qua cái mì vịt chiên đây chưa, nhưng mà mình nghe nó cũng ngon. Nếu mà bạn nào mà ăn đây rồi thì có thể để lại cho mình một cái ý kiến xem mì vịt chiên đấy có ngon không nha. Nếu mà ok thì một lần nào đó mình quay lại đây mình sẽ ăn tiếp món đó nha. Rồi nha, nói chung là đi video này chắc mình cũng dài rồi, chắc mình xin phép được kết thúc ở đây nha. Nếu mà bạn nào mà thích ăn món mì vịt tiềm hoặc là chưa từng thử món mì vịt tiềm thì một lần nào đó đi ngang qua khu vực này có thể thử nha. Cái quán này thì nó nằm ở trong con hẻm nhưng mà không có quá sâu đâu, đầu hẻm các bạn nhìn vào là thấy rồi, ở trên đường Bùi Đình Quý nha. Ở đây thì còn thêm cái món cảo này cũng rất là ngon, các bạn có thể thử qua nha. Là rồi nha, cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Đừng quên like video và để lại ý kiến của các bạn về món ăn ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Mình tiếp tục ăn các bạn ạ. Một tô này là nhiều nha, ăn hết một tô này là no nha. Cái mì để nãy giờ đến cuối rồi mà cái mì nó vẫn còn dai nè, bị bở trở mì.